thiết kế nhắm vào những khách hàng trẻ tuổi năng động và thành đạt, Evoque là mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình SUV hạng sang của Land Rover. Từ khi ra đời và xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2012, chiếc xe sang chảnh đã đốn gục tim của giới mộ điệu. Mặc dù xuất hiện với mật độ dày đặc trên đường phố Việt Nam, từ những phiên bản như Pure Dynamic, thậm chí là cả phiên bản đặc biệt Black Limited Edition 2015, nhưng dường như sự xuất hiện của phiên bản Autobiography tại Hà Nội vẫn khiến cho người hâm mộ phải nao lòng. Autobiography là phiên bản ra mắt vào năm 2015, cái tên thường được tượng trưng cho biến thể cao cấp nhất, đi kèm với những tinh chỉnh nâng cấp độc đáo. Một tiền lệ chưa từng có chính là ở Evoque có tới hai phiên bản, Autobiography 245 mã lực và Autobiography Dynamic 280 mã lực. Đây là chiếc Evoque Autobiography đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Diện mạo ngoại thất của Evoque Autobiography dễ dàng nhận biết bởi bộ la răng hợp kim 20 inch Style 527 với thiết kế 5 chấu chữ Y độc đáo. Lưới tản nhiệt mới, hấp đèn sương mù mạ bạc, tay nắm cửa mạ bạc đi theo đúng style của Autobiography cũng là những điểm dễ nhận biết ở chiếc xế sang Anh Quốc này. Logo Autobiography cũng được đặt nổi bật trên mang cá và cửa hậu của xe, đánh dấu ấn của phiên bản này. Trong khi bước vào khoang nội thất, bạn phải thực sự tinh ý mới nhìn thấy sự khác biệt, chủ yếu đến từ chất liệu. Toàn bộ ghế được bọc da Oxford mềm mại, đi kèm với lưng ghế khắc nổi dòng chữ Autobiography. Xe vẫn giữ những trang bị tiện nghi như cửa sổ trời panorama, hệ thống lùi chuồng tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, khởi động start-stop, hệ thống thích nghi địa hình. Bên cạnh đó, hệ thống 17 loa Meridian cao cấp cùng hệ thống làm mát và sấy ghế trước cũng được bổ sung cho phiên bản cao cấp này. Những trang bị an toàn khác cũng phải kể tới ở chiếc SUV cỡ nhỏ là hệ thống cảnh báo trạch làn đường, hệ thống 5 camera quanh xe, hệ thống cảnh báo điểm mù. Trái tim của Evoque Autobiography vẫn chung thủy với khối động cơ 2.0 lít, sản sinh công suất 240 mã lực. Sức mạnh được truyền tới hai bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp, cho Evoque tăng tốc lên 100 km/h tính từ vạch xuất phát chỉ trong vòng 7,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 217 km/h. Chiếc xe hiện đang được bán tại showroom Auto Việt Thắng, số 3, số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.